Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Java Pro, một là mẫu xe đạp thương hiệu Java đến từ Ý và được chạy bộ Group chuyển động Shimano Asia. Chiếc xe đang có giá bán tại cửa hàng em mức giá chỉ có là 5,5 triệu, một cái mức giá cực kỳ là hợp lý cho một chiếc xe đạp để cho các bác mới tiếp cận hay là mới chơi xe đạp có thể mua được cái chiếc xe này để sử dụng và trải nghiệm trước về xe đạp. Một giá 5,5 triệu cho một chiếc xe đạp khung nhôm thương hiệu Java Ý và được chạy bộ Group Shimano Asia. Toàn bộ khung của chiếc xe thì các bác có thể thấy trên hình, toàn bộ là nhôm, bức sơn tông màu em về là tông màu đen kẻ với chỉ đỏ và logo trắng, cực kỳ là thể thao và rất là đẹp. Chuyển động Shimano Asia trong cái tầm giá của 5 triệu hay là dưới 6 triệu mà có bộ chuyển động của Shimano thì nó cũng là rất là ngon rồi. Hay ơi, lại còn được bi vòng, hay ơi, bi vòng bạc đạn này, bánh 26 inch, có cả phanh dầu luôn các bác nhé, phanh dầu của Avis luôn, bộ tay bấm Shimano. Ở đây là 8 speed, tay bấm 8, bên này là 3, tay bấm 8 tầng lip và 3 tầng đĩa, cho xe có 24 tốc độ khác nhau. Giảm sóc dầu theo xe này, giảm sóc dầu của SG Suntour. Máy trước cũng là máy bi vòng. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem sao không gì tí nhỉ, lốt 10 sai của xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 1m74-75 thì phù hợp. Chuyển động rất các thứ như các bác thấy cực kỳ mượt mà. Bộ chuyển động Shimano Asia với 8 lip và 3 đĩa cho 24 tốc độ. Chuyển động các thứ thì các bác thấy trên hình rất là mượt mà. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 5,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 79943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.